dropping bass like a motherfucking atom bomb. Hello và hi, xin chào mừng tất cả các bạn đã cùng quay trở lại với channel của mình. Mình là Khôi Michael và ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cái series GTA 51 nha các bạn. Ok, và ngày hôm nay thì mình đã nghĩ ra một cái ý tưởng vô cùng độc đáo trong cái game GTA 5 này. Đó chính xác là mod 1 tỷ mã lực cho tất cả các loại siêu xe nha. Mod tốc độ đấy, ok. Đó, và ngày hôm nay thì các bạn có thể thấy là mình đã tạo ra một cái map vô cùng bá đạo luôn này. Đó, cũng như bao map khác thì mới đầu là logo của mình này, một cái bảng này ghi rõ cái từ mod 1 tỷ mã lực tất cả siêu xe, xem nó như thế nào á. Và đây thì ngày hôm nay mình đã tạo thêm một nhân vật nữ đấy, cổ vũ cho cái xe. Đó, ngày hôm nay ngồi lên cái xe này để cổ vũ cho cái xe này ha. Đó. Và ok, thì bây giờ mình sẽ show cái map cho các bạn thấy. Đấy, thấy chưa? Đó, map này phải gọi là mình tạo rất là dài, và cái đoạn intro mà các bạn xem ở đầu video đấy, các bạn cũng thấy rồi đấy. Dài vãi cả trưởng luôn. Đây, nó dài từ cái khúc này nha. Đấy, từ cái khúc mà cái chỗ này. Nó dài tí 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 tí. Đấy, chạy thẳng đường này luôn nha các bạn. Tới tận trên đây luôn này. Đó. Ngày hôm nay thì mình không show được tận cảnh, nhưng mà bây giờ mình sẽ tay lại bọt cho các bạn thấy nha. Là mình không nói điêu hay gì hết nha các bạn. Đó. Mình phải tạo cái map này, phải nói là tạo rất là lâu các bạn ạ. Đó. Ok, đấy, cái đường của chúng ta là nó dài tới đây luôn nha. Đó, bạn thấy không? Ngày hôm nay trang trí map phải nói là vô cùng đỉnh cao luôn. Đỉnh cao của khu Michael luôn đấy, các bạn thấy không? Nào là người nộn khổng lồ này. Đó, nhìn to không? Đấy. Và đây nhá, đây là cái chỗ mà cuối cùng đó. Thì ngày hôm nay thì mình mốt 1 tỷ mã lực mà, nên mình sẽ cho tất cả các loại siêu xe bay luôn. Đó, xem coi nó bay xa tới đâu, và xem coi là số km đấy, số mà số đo tốc độ của nó sẽ là bao nhiêu km trên giờ ha. Đó, đấy, hôm nay thì mình không sâu tận cảnh được, mong mọi người cũng cảm thông cho. Nó dài lắm, bây giờ mà cứ đi như thế này thì mà tới Tết, đấy các bạn thấy không này. Đó, cứ đi mà sâu map như thế này thì tới Tết mất. Đấy, cứ vậy mà thì sao mà ấy được, ui giời ơi, vãi cả trưởng hết hồn. Đít người lộn to vãi. Đó, thú thật là cái map này mình tạo mất tận gần 4 ngày các bạn ạ, 4 ngày tạo cái map này nha. Đó, nên mấy ngày này nay mình không ra được video là do tạo map này đây. Đó, một ý tưởng phải nói rất là điên rồ của Khô Michael. Và cái map này thì mình sẽ để link ở dưới phần mô tả cho các bạn download map luôn nha. Đó, mình tạo mà thì nếu mà bạn nào muốn thích chơi map của mình ấy, thì nhớ download map này nha. Và mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt nó nha. Ok, nếu mà các bạn có GTA 5, còn không có thì xem video của mình vậy ha. Ok, rồi, thôi, không nói nhiều nữa thì chúng ta sẽ bắt đầu thử thách thôi nha. Chứ sâu về lâu lắm các bạn ạ. Đấy, mình sẽ teleport về và bắt đầu thử thách thôi nha các bạn. Chứ như thế này là không ổn các bạn ạ. Đó, mệt lắm đấy à. Rồi, ok, rồi, thôi, không nói nhiều nữa. Thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu thử thách này ngay và luôn nha các bạn. Và ok, 3, 2, 1. Vâng, chiếc xe đầu tiên của chúng ta chính xác là chiếc xe TRZ này nha các bạn. Và ok, ở đây thì mình đã mốt cho nó 1 tỷ mã lực rồi này. Còn đây hình như là số vòng tour nên mình mốt cho nó 1.000 vòng tour thôi. Và còn đây là top speed cũng 1 tỷ luôn này nha. Và ok, bây giờ mình sẽ đi thử xem coi là liệu chiếc TRZ này nó phóng xa tới đâu nha. Rồi ok, từ từ, để mình reset lại cái phần đo tốc độ, xem coi cái đoạn đường này dài bao nhiêu luôn ha. Rồi ok, rồi đi thôi. Wow, có vẻ là đề ba nó chỉ là kinh khủng lên 200 rồi kìa các bạn ạ. Vãi trưởng mất lốp luôn. Mất 4 lốp luôn các bạn ơi. Ui giời, kinh đấy. Rồi, tốc độ của chúng ta đã lên gần 1.000 cây số trên 1 giờ rồi. Rất là nhanh các bạn ạ. Ui giời ơi. Đó, bạn thấy không? Nhanh vãi trưởng luôn. 1.600 rồi. Đề ba tí lên 1.600 luôn các bạn ạ. Kinh khủng thật.
và anh nồi ạ. Đoạn đường của chúng ta lên tới 10 km rồi và tốc độ bây giờ đã lên gần 3.000 rồi các bạn ạ. Kinh thật đấy. Ui giời ơi, rồi bay qua luôn. Vãi trưởng bay luôn các bạn ạ. Ui giời ơi. Và ai xuống nước nó vẫn còn đo tốc độ được kìa. Ui giời ơi, cái đoạn đường này dài khoảng tầm 16,7 km các bạn ơi. Và đi chỉ trong tích tắc khoảng tầm 30 giây thôi. Rất chi là nhanh và nguy hiểm luôn các bạn ạ. Chiếc xe tiếp theo của chúng ta chính xác là chiếc Sultan luôn nha các bạn. Đấy, ở đây mình cũng đã mốc 1 tỷ mã lực và top speed cũng là 1 tỷ luôn rồi nha. Rồi, cũng đi luôn thôi, xem coi nó như thế nào nha. Ok, let's go thôi. Wow, chiếc xe này thì có vẻ đề ba yếu hơn con Telezac vừa nãy ha. Đó, đi một hồi nó lên cũng 500 rồi các bạn ạ. Khá chi là nhanh đấy. Liệu không biết là con này tốc độ tối đa sẽ là bao nhiêu. Ui, cũng bị mất 4 lốp luôn nha các bạn. Vãi cật trưởng ạ, tốc độ ghê quá. Game nó không tính được cái vòng tua của bánh xe, mất lốp luôn các bạn ạ. Vòng tua bánh xe nhanh quá mà, không tính nổi luôn, mất mẹ lốp luôn. Kinh thần. Ui, và nó lên tới 2.500 đấy các bạn ạ. Rất chi là khủng luôn á. Ui, 3.000 luôn. Ui, hơn cả Telezac luôn các bạn ạ. Đó, các bạn để ý không? Kết thúc đường đua là nó lên tới 2.930 mấy km đấy. Đó, vậy là hơn Telezac rồi. Telezac vừa nãy chỉ có 2.800 bao nhiêu thôi. Ui, kinh đấy. Cưỡi bò mốt 1 tỷ mã lực luôn nha các bạn ơi. Đây à, mỗi 1 tỷ này, top speed cũng 1 tỷ luôn nha các bạn. Rồi, ok, mình cũng test thôi. Xem coi là nó như thế nào nhá. Ok, let's go nè. Ui giời ơi, sao chậm thế nhờ. Cũng tưởng xe bò nhanh cỡ nào chứ sao chậm thế. Có mỗi trăm mấy đấy à các bạn ơi. À không không, nó lên nhanh rồi. Ui giời ơi. Ôi vãi trưởng chết luôn. Ôi vãi nồi ạ. Tổng ơi cột chết luôn các bạn ơi. Chắc phi chung là chiếc xe tiếp theo của chúng ta luôn nha các bạn. Đây, cũng 1 tỷ mã lực hết rồi nha các bạn. Rồi, ok mình chơi thôi. Đã vừa nãy test cái xe bò mà chết luôn các bạn ạ. Ok đi nha. Ui trời ơi, nhanh thế. Vãi trưởng ấy vừa phóng lên mẹ lên 300 rồi. Ui trời ơi. Tiếp tục là những cái pha phải gọi là mất lốp thần thánh các bạn ạ. Ôi, rồi xong té luôn rồi. Test lại luôn nha các bạn ơi. Vừa rồi phải nói là một cái pha drift khá chi là ngu người của mình. Và ok, bây giờ mình test lại con chóp xí trúc này xem coi như thế nào nha. Lần này mình đã trang bị cho nó cái lốp off-road rồi các bạn ạ. Đó, để xem coi nó có trơn nữa hay không nha. Và ok đi thôi. Rồi, đó có vẻ là bớt trơn hơn. Nhưng mà lốp off-road thì nó tốc độ nó sẽ giảm hơn á. Đó bạn thấy không? Tiếp theo là một dòng xe SUV tên là Toros nha các bạn. Và ok, đi thôi. Xem coi liệu con xe này nó như thế nào nha. Ok đi nào. Wow, đấy tốc độ phóng cũng rất chi là nhanh các bạn ạ. 1 tỷ mã lực của tôi mà. Lại chết nữa rồi, ông phát what the fuck cái gì vậy? Chết hoài luôn vậy trời. Méo hiểu nữa các bạn ạ. Nhanh quá chết luôn các bạn ơi, các bạn thấy không? Kỳ lạ vậy chứ. Lại đen thui màn hình nữa rồi. SUV phiên bản bọc dép hàng dài nha các bạn. Đấy, ở đây mình cũng đã mốt 1 tỷ mã lực cho nó luôn. Và ok, bây giờ test thôi, xem coi nó như thế nào luôn nha các bạn. Và ok, let's go nào. Úi giời ơi, sao mà đi chậm thế nhờ. Tưởng nó nhanh như thế nào nhưng mà đâm ra nó đi khá là chậm. Chậm hơn những cái chiếc xe vừa rồi mình test ha. Và ok. Úi giời ơi, có vẻ nó rất là lạc các bạn ạ. Úi giời ơi, cũng bị mất lốp. Nhưng mà lần này là mình để ý là nó mất lốp đằng sau chứ không mất lốp đằng trước nữa. Ui giời ơi, vãi trưởng ạ. Ui giời ơi, rồi xong bay luôn. Ui giời ơi, vãi nồi luôn các bạn ơi. Đấy, đi cũng khó nữa. Đó, không hiểu tại sao nữa. Hay là do hàng dài quá ta. Đấy, hàng dài đâm ra đi chắc khó hơn các bạn ạ. Đấy, không qua được nha. PC phiên bản Arena nha các bạn. Hay là khác là xe của Mr. Bean đấy các bạn ạ. Và ok, mình cũng test thôi. Xem coi chiếc xe này nó như thế nào nhá. Rồi, đi nào. Đó, lần này chơi anh da đen để xem coi là anh da đen có qua đấy không. À đúng rồi, anh da đen có cái tuyệt chiêu gọi là tuyệt chiêu slow motion. Để từ từ nó khó điều khiển, mình sẽ slow cho các bạn xem nha. Ui trời ơi, đấy, như khúc này chẳng hạn. Khó điều khiển vãi luôn đấy các bạn ạ. Đó, EC này chơi đốt off-road rồi đấy mà sao nó khó điều khiển vãi luôn. Đấy, đi một cây là lật rồi. Nên bây giờ mình sẽ điều khiển lại nào. Ok, lần này chơi bút tốc của cái anh da đen luôn nha. Hay nói khác là cái chức năng slow motion. Ok, để thử coi. Đó, bạn thấy không? Slow với tốc độ nó lên kinh khủng vãi trưởng luôn các bạn ạ. Ui giời ơi, 1.000 cây rồi. Ui giời ơi. Ok, tắt slow đi. Ui mẹ, nhanh lắm các bạn ạ. Slow thế này vãi cả trưởng, lại lên 2.000 rồi các bạn ơi.
2.000 mà vẫn chưa đủ nửa cái đoạn đường luôn. Ui giời, lên 3.000 không đây? Vãi cả chừng 3.000 luôn. Kinh đấy nhờ, ui giời, vậy tốc độ bàn thờ rồi. Ui giời, tiếp tục slow tiếp, xem coi nó lên được bao nhiêu nha. Ui mẹ ơi, 4.000 luôn các bạn ạ. 4.000 mà chưa hết đoạn đường nha. Có thể nó lên được tới 5.000 luôn đấy. Ui vãi chưởng, 5.000 rồi, 5.000 bốt. Ui mẹ ơi, bay luôn. Ui giời ơi, trời ạ. Vãi cả chưởng các bạn thấy không? Cái chế độ slow motion của anh Gia Đen nó lên tới tận 5.001 cây số. Và cái đoạn đường mà mình đi được á, lên tới 21 km luôn. Ui trời ơi, gần bằng cái trường đua Lumbering luôn rồi nha. Kinh khủng, vãi nồi thật. Đâu xem coi nó bay tới đâu rồi. Ui trời ơi, không thể mát đâu luôn các bạn ạ. Vãi cả trưởng bay này. Đó, cái chỗ đoạn đường của chúng ta là nó chỉ tới đây thôi các bạn ạ. Đó mà nó bay mà trời ạ. Đây nó bay tít ra đây luôn các bạn ơi. Quá chi là kinh khủng với cái chế độ slow motion của anh Gia Đen luôn nha. Sẹp lơ luôn nha các bạn ơi. Và ok, cũng đi thôi. Xem coi chiếc sẹp lơ này mốt 1 tỷ mã lực thì nó sẽ như thế nào nha. Và ok, let's go nào. Đó, chơi chế độ slow motion cho nó tăng tốc cho nó nhanh này các bạn này. Đó bạn thấy không? Lên rất là kinh luôn á. Đó, mà sao khó điều khiển đấy nhở? Không điều khiển được qua bên phải luôn. Hơi lẹ. À, được rồi. Ui mẹ ơi, mới đi có tí mà lên 2... gần 2.000 rồi đấy, 2.000 luôn rồi. Nhanh vãi luôn. Ui giời, bay luôn. Hết chế độ slow motion là coi như hết điều khiển được luôn các bạn ạ. Tốc độ thần thánh quá các bạn ạ. Trời ơi, bay tiếp rồi nhá. Đâu để xem con xe nó như thế nào các bạn ạ. Ui giời, bị tàn tạ luôn. Trời ơi, vãi trưởng ạ. Tốc độ 2.000 km khiến con xe không còn hình tượng là một con xe luôn các bạn ơi. Nhìn cứ như kiểu xe rác luôn này. Trời ơi, kinh ghê nhở. F620 là chiếc xe tiếp theo của chúng ta luôn nha các bạn. Con xe này phải nói là chạy nhanh nhất trong cái game GTA 5 này đây. Đấy, ở dưới offline nha. Còn ở trên online thì nó đã bị limit tốc độ rồi á. Chứ ở dưới offline nó chạy nhanh nhất luôn các bạn ạ. Chưa mốt là đã lên tới 400 cây số rồi. Đấy, chưa mốt nha. Và ở đây mình mốt 1 tỷ mã lực nữa thì không biết là nó sẽ lên được bao nhiêu đây. Và ok, mình đi nha. Xem coi như thế nào các bạn ạ. Ui giời ơi, đấy, đề ba rất chi là kinh khủng. Hiện tại là mình chưa chơi chế độ slow motion lại các bạn ạ. Rồi chơi thôi. Xe thấy khó điều khiển là phải chơi ngay, chứ không là lại té sấp mặt ra các bạn ạ. Tốc độ thần thánh quá mà. Ui, rồi xong lại bay luôn. Ui giời ơi, không điều khiển các bạn ơi, khó lắm. Ui, lốp bay ra một đằng lốp luôn này. Và xe tiếp tục nó lết kìa. Kinh đấy. Ok, để mình chạy ra xem coi con xe như thế nào nha. Vừa rồi mình để ý là nó lên có mỗi 1.000 thôi đấy. Ui giời ơi. Xe gì đây? Ui giời ơi. Tiếp theo là một cái con xe RC Bandit to nhưng mà tít chả to tí nào nha các bạn. Và ok, lên xe và cũng thử đi thôi. Xem coi chiếc RC này nó như thế nào nha. Và ok, đi thôi. 1 tỷ mã lực mà. Ui giời. Mình vừa mới nhấn ga các bạn ạ. Mình vừa mới nhấn ga mất lốp luôn này. Ui giời ơi. Ok đi ha. Xem coi như thế nào nha. Ui nhanh thế nhờ. Ui giời ơi. Thử slow motion ngon. Ui vãi cả trưởng. Ui bay. Ui giời, bay luôn con ạ. Vãi trưởng ạ, chế độ slow motion khiến con RC chúng ta bay luôn. Vậy là không slow motion được rồi con ạ. Ok đi tiếp thôi. Xe này đít to quá đâm ra, đít to quá lại nó lại nhẹ các bạn ạ. Đấy là coi như là nó bị vậy. Ok, đi thường luôn, xem coi nó lên tới bao nhiêu nhá. Vãi cả trưởng ạ, 1.200 rồi con ạ. Tốc độ rất chi là ghê và tiếng xe nó phải nói là rất chi là hài hước luôn. Đó bạn nghe không? Tốc độ quá kinh mà. Lên 2.000 rồi bạn ơi. Quá khủng luôn. Và không biết là liệu con xe này đi tới hết đoạn đường sẽ bao nhiêu cây số đây. Vâng, gần 3.000 rồi. Ủi, 2.600 nha các bạn. Ui giời, bay kìa. Khá là bá đạo ha các bạn ơi. Xe đạp cút kít mốt 1 tỷ mã lực nha các bạn. Đấy, giờ chơi xe đạp ở đây và không biết là liệu nó có mất lốp hay không nha. Và ok, đi thôi, xem coi nó như thế nào nha các bạn. Rồi, đạp nào. Ui, phải cả trưởng tốc độ. 200 km rồi các bạn ạ. 300 rồi. Tiếng xe đạp nó kê cút kít nghe mẹ buồn cười vãi các bạn. Ui, rồi xong. Một pha lách nhẹ thôi. Đấy, lách nhẹ thôi, mất xe đạp luôn các bạn ơi. Xe tăng luôn nha các bạn ơi. Và ok, mình đi thôi. Xem coi chiếc xe tăng liệu bố 1 tỷ mã lực vô thì nó sẽ như thế nào nha. Ok đi nào. Ui giời, sao đi chậm thế nhờ. Tưởng đi nhanh lắm chứ mà sao nó chậm vậy ta.
Mình cứ tưởng xe tăng lúc 1 tỷ mã lực vô thì nhanh cỡ nào nhá. Mãi mới đi được có khoảng tầm 107-108 à. Vãi cả trường thân. Không biết là có mất lốp hay không đây. Không, mình không xem được các bạn ơi. Tại do đang điều khiển mình không xem được. Nhưng mà tí nữa chúng ta sẽ thử quay cái chế độ Rockstar Digital xem coi là nó có bị mất lốp hay không nhá. Đó. Và xe tăng là đi được 800 rồi. Tốc độ phải nói là khá chi là bá đạo luôn. Đó bạn thấy không? Lốp xích mà đi được ngàn rồi đây này. Bằng tốc độ máy bay con mẹ nó rồi. 1.400 rồi các bạn ạ. Có vẻ là có cái cảm giác là lạng lách rồi các bạn ơi. Các bạn thấy không? Đi nhanh quá, sức gió đẩy khiến xe nó hơi lạng lạng. Ui, xuống 1.400 rồi. Vừa lên được 1.500 xuống 1.400. Giờ còn 1.300 này. Hình như tốc độ đang giảm các bạn ạ. Để hiểu sao nó giảm nữa. Ui, mất lốp nha. Ui, vãi cắt trường ạ. Các bạn nhìn này. Cái bánh xe nó không còn nhưng mà cái xích thì nó còn chứ. Ôi vãi trưởng ạ. Ui sao tối vui vậy. Ui, không thấy xe tăng nữa luôn các bạn ạ. Tiếp theo là một con xe cổ gầm mắc thấp luôn nha các bạn ơi. Đấy bạn thấy không? Xe này tên trong game của nó là Vodo. Và liệu mình bốt 1 tỷ mã lực vô thì nó sẽ như thế nào nha. Ok, đi thôi. Xem coi như thế nào nha. Ui giời ơi. Có cái hiện tượng này như là nổ lốp rồi các bạn ạ. Mất mẹ một cái lốp rồi. Khó điều khiển vãi luôn. Ui giời ơi, cái kiểu xe drift luôn. Nhưng mà cái tốc độ của nó chỉ đạt được 100 mà. Yếu vãi các bạn ạ. Ui giời ơi, yếu vãi. Để mình hồi phục lại cái lốp của nó xem coi như thế nào nhá. Chứ vậy là không ổn rồi. Ui giời ơi, vừa đầy 3 cái lại nổ lốp rồi các bạn ơi. Thế này là không được rồi. Vậy là bốt xe này 1 tỷ mã lực không chạy được nha các bạn ơi. Khó chạy lắm các bạn ạ. Bây giờ mà chạy hết đoạn đường này bằng xe này thì nó tính tết quá. Nên thôi mình tiếp tục mình test những con xe khác luôn nha các bạn ơi. Scam Z mod 1 tỷ mã lực nha các bạn ơi. Đấy, con xe này thì có cả cái chế độ tên lửa nữa các bạn ạ. Đấy, vì thế mình sẽ chạy và phóng tên lửa xem coi là con xe Scam Z này nó chạy xa tới đâu nha. Và ok, bây giờ đi thôi. Xem coi nó như thế nào nhá. Rồi, let's go này. Rồi, phóng tên lửa này. Úi giời ơi. Sao yếu thế nhờ. Mình tưởng nó chạy nhanh lắm chứ. Slow motion, mình không kịp rồi. Vãi trưởng ạ. Nói chung là cái con xe này nó khó điều khiển vãi luôn các bạn ạ. 1 tỷ mã lực vô mà đi 300 mấy đã khó điều khiển lắm rồi các bạn ạ. Đấy, bây giờ mình đi lại cho nó luôn này. Rồi, đấy. Bật chế độ slow lên như thế này đi cho nó dễ các bạn ạ. Đó. Đấy các bạn thấy không? Lên tới 1.000 thôi. Khá chi là kinh khủng nhá. Đấy, tốc độ như thế này gọi là đi chứ. Ok, phóng cái lửa nào. Ui giời ạ. Vãi trưởng ơi, rồi xong rồi. Ui giời ơi luôn các bạn ơi. Monster Chúc 1 tỷ mã lực nha các bạn ơi. Và lần này mình đã đổi cho cái Monster Chúc này là lốp 2N nha, chứ không phải lốp off-road nữa các bạn ạ. Tại vì nghe tin đồn là hình như lốp 2N thì nó bám đường chắc hơn off-road đấy. Nên lần này mình đã đổi cho nó thành 2N nha. Và ok, mình test thử xem coi là liệu Monster Chúc nó sẽ đi được tới đâu nha. Ok đi nào. Úi giời, chưa mất lốp đã kinh đấy. Ôi, vãi trưởng vừa nói xong cái mất lốp luôn. Quê vãi trưởng các bạn ạ. Các bạn ơi, tốc độ lên tới 1.000 rồi. Chỉnh slow motion luôn, xem coi nó lên được bao nhiêu nha. Ui, ở kinh đấy. Lên tới 3.000 rồi. Vãi cả trưởng tốc độ thần thánh thật. Ui, kinh thật đấy. Đó, bạn thấy không? 4.000, 5.000 luôn rồi. Ui, vãi cả trưởng luôn á, 6.000 rồi. Ui, ơi, rồi, xong rồi. Đi nhanh quá các bạn ạ. Đi nhanh quá, đâm ra là không lạng được. Ui, nó như xe hư luôn rồi bạn ơi. Mình không đặt xe lại được này. Ui, trời ơi. Hư xe luôn rồi bạn ạ. Hư rồi đúng không? Ủa sao không lật lại được xe nhỉ? Lạ thế ta. Không lật lại được nha. Đó, vậy là con Monster Truck này phải nói là tốc độ rất chi là kinh khủng. Lên tới tận 6.000. Mà hình như là đi được có nửa chặng đường các bạn ạ. Đâu, để mình xem con nó đi được bao nhiêu nha. Ui, chưa đến nửa chặng đường nữa luôn con ạ. Đấy, mới tới đây thôi. Đó. Kinh thật đấy. Phải nói là chắc con Monster Chúc là tốc độ phải nói là thần thánh nhất trong cái game này rồi các bạn ạ. Đấy, đi được nửa chặng đường lên tới 6.000. Nếu mà đi hết thì chắc lên tới 12.000 luôn các bạn ạ. Tới dòng mô tô luôn nha các bạn ơi. Nãy giờ chưa test cái dòng mô tô, bây giờ tới rồi. Và ok, đi thôi. Xem coi nó như thế nào nha. À mà quên, con này là con xe BF400 nha. Đó, và ok, bây giờ mình đi nào. Xem coi tốc độ nó sẽ như thế nào. Úi giời ơi, cũng nhanh ý ha. Đó, điều khiển cũng khá là dễ các bạn ạ. Lên tới 600-700 thôi này, đâu phải đùa. Đó, thử slow motion nha.
Úi giời ơi, slow được luôn. Ok, tuyệt vời đấy. Tốc độ lên tới gần 2000 rồi. Và để ý là con xe này nó không bị mất lốp luôn các bạn ạ. Mỗi tội là đi hình như là lốp nó không di chuyển phải. Đấy, này, lốp sau này không di chuyển. Lốp trước thì có nhưng mà lốp sau thì không. Hơi lạ ha. Đó, là xe này lên tới tận 3000 rồi các bạn ạ. Tốc độ thần thánh đấy. Ok, tắt slow này. Ui mẹ ơi, đi nhanh thế. 4000 luôn rồi. Ui trời ơi, quả này bay luôn cho các bạn xem này. Ui không kịp bay luôn các bạn ạ. Vừa mấy chị bốc đầu lên cái là chìm đáy luôn rồi. Và tốc độ con xe này lên tới 4000 luôn nha. ABCDE là chiếc xe cuối cùng của chúng ta luôn nha các bạn ơi. Đấy, tới dòng xe chiến mà có thể bơi được nữa đâu rồi đấy. Và để xem coi là liệu chiếc xe này nó sẽ phóng được bao nhiêu km/h nha các bạn ơi. Ok đi nào. Úi giời ơi, còn va một cái bảng bắt đầu của tôi nữa. Ok, nó đi được rồi các bạn ạ. Và tốc độ bây giờ lên tới tận 800 rồi. Khá chi là nhanh ha. Ok, thử slow motion luôn nha các bạn ơi. Ui, con xe này không slow motion được các bạn ạ. Ấn rồi mà nó không cho slow. Vậy là xe chiến này không chơi được rồi. Thôi, test như vậy luôn. Có gì đâu ha. Đó, và tốc độ lên bây giờ lên tới tận 3000 rồi các bạn ạ. Khá chi là nhanh nha. Ui, bay ra khỏi luôn. Kinh đấy. Ui vãi cả trưởng, các bạn thấy cái tốc độ. Ôi, ôi vãi đi đâu rồi. Ôi mẹ lag game, các bạn nhìn cái tốc độ của nó kìa. Tỷ mấy luôn à. Ui mẹ ơi. What the fuck. Tôi đang ở đâu thế này. Vãi cả trưởng ạ, các bạn thấy không. Tốc độ nó kiểu dạng giống như kiểu những cái con số mà mình không thể nào mà đếm được nữa các bạn ạ. Bá đạo đấy nhờ. Bây giờ là hiện tại là đây, mình dừng tốc độ lại rồi và tốc độ đang là 16 km. Và các bạn nhìn cái đoạn đường nó đi được kia kìa. 1400 km/h. Vãi cả nồi. Đen thui màn hình luôn các bạn ạ. Vãi cả trưởng ạ, mình đang ở đâu đây. Ui trời ơi, vãi cả nồi. Đây là chính xác là chiếc xe mà phải nói là phóng nhanh nhất trong cái game này rồi các bạn ạ. Vừa nhích nhẹ ga cái là coi như là đen thui màn hình luôn. Ui trời ơi. Ui, các bạn nhìn này. Đó, đây là cái bản đồ của chúng ta nha. Đấy, và đây là mình đang đứng này. Đó, nó loắt mãi mới tới được cái vị trí mình đang đứng luôn. Rồi, bây giờ mình sẽ thử teleport đến cái chỗ sân bay coi. Đây, 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 tới chỗ này luôn. Đây, chỗ này là chỗ đường đua của chúng ta này. Vãi cả trưởng, thật không ngờ là mẹ tốc độ thần thánh. Hết sức là thần thánh luôn các bạn ạ. Lên tới mẹ bao nhiêu luôn kia kìa. Không đếm được nữa luôn. Rồi, ok, đây. Rồi, về lại rồi các bạn ạ. Thần thánh quá các bạn ơi. Đó, phải nói là cái con xe này phải nói là bá đạo nhất trong cái game GTA 5 rồi các bạn ạ. Tốc độ nó chi là kinh khủng. Đó này, mình đi lại nhá. Đó, mình phải nói là mình vừa chạm nhẹ xuống dưới nước thôi ấy, là tốc độ cái kiểu cái đồng hồ đo tốc độ của mình ấy, nó đo được bao nhiêu tỷ km rồi đấy các bạn, chứ không phải 1 tỷ nữa. Mà mình không thể nào mình đến được luôn, tại vì số nó rất là nhanh. Đó, đây bây giờ mình test lại một lần nữa cho các bạn xem này. Đó, phải nói là đây là con xe kinh khủng nhất rồi. Không thể nào kinh khủng hơn được nữa các bạn ạ. Phóng một cái là coi như là không thấy người đâu luôn. Đấy, ui giời nó bay này. Ui giời đấy các bạn thấy không. Ui lần này thấy xe nữa luôn. Ui trời ạ. Vãi cả trưởng luôn á. Lần này thấy xe rồi nhưng mà đang đi đâu ấy. Ui trời ơi. Ui trái đất của chúng ta kìa. Đúng rồi, trái đất của chúng ta kìa các bạn ạ. Bay lên vũ trụ luôn rồi. Đã xe nè. Ui vãi cả trưởng, trái đất kìa các bạn ơi. Trái đất kìa ha. Đấy xe đang rớt kìa các bạn thấy không. Vãi cả trưởng trái đất kìa. Quá kinh. Ôi, còn cái này là cái gì đây? Cái xanh xanh này mình không biết nha. Còn dưới kia mới là trái đất kìa. Đó, dưới đây là trái đất nha. Còn cái xanh xanh này là chắc là mặt trời hay cái gì đấy đấy. Chả biết nữa luôn. Đó. Đấy. Chưa vòng đến 10 giây vừa chạm xuống nước cái là bay lên vũ trụ luôn rồi. Quá kinh khủng ha. Và ok, mình teleport lại về nhà nhá. Đấy, đó là kinh khủng, hết sức kinh khủng rồi các bạn ạ. Không có loại xe nào kinh khủng bằng ABC đâu các bạn ơi. Đó. Và vâng, thì chắc có thể là cái series GTA 5 mod của mình thì cũng tạm kết thúc tại đây thôi ha. Thì ngày hôm nay thì mình đã mod trải qua vài con xe, mình thấy là cái con ABC là bá đạo nhất các bạn ạ. Tốc độ mà đồng hồ đo được của mình phải nói là đo không nổi luôn mà. Đó. Và ok,
Thì thôi, nếu các bạn thích video này của mình hãy nhớ bấm cho mình một nút like nha. Đừng quên đăng ký channel của mình. Còn bây giờ thì video đến đây thôi, thì bye bye tất cả các bạn và hẹn các bạn vào video tiếp theo của mình. Bye bye. I feel bad.